正呀，这家，把它正正正正才再正。要加了，加了，嗯。Ghế mình đi hái quýt. Vườn cam quýt, vườn cam vườn quýt của ông xuân rồi đó, ngọt ngàn. Hai cam cứu mùa cả nhà ơi. À, đợt còn đợt là hết rồi. Cùng một cây chết ra hết. Nhưng mà cây này nó cây gốc nó ngọt hơn, nó lào nó ngọt em biết không? Dạ. Cái già nó ngọt hơn. Có một cây như kéo à? Ừ. Con này con lấy cây này đây. Thế để em về lấy cái làn nữa. Ừ. Đây cái kéo. Nóng quá. Mai. Mai hả? Vâng.
Này, cái này vừa. Mệt. À, để lên cái mặt. Em hái được cái nào mỏng mỏng á, em hái em chín chín mỏng. À, em đừng hái cái dày mà ấy quá. Hái cái gì? Hái trái nó chín á, cái này em đó. Thì nó nặng nước á. Hái được chưa? Ôi giời ơi, có như rừng nhỉ. Em phải giặt cái đấy, chị nhìn thấy em giặt chưa? Em phải giặt đấy. Ôi cỏ cỏ. Gái vậy nó mới mổ xong. Thế á? Hôm nay về nhà. À, thế à? Em đứng xếp ra cái cam đi ra cho chị. Đứng lên. Thế chị uống được mấy cam này đấy. Cho uống ít không dám uống nhiều sợ nó chảy nước vàng á đứa à, ừ. Sợ nó ra cái nước tua vết thương nó ra nước vàng thì cho một ngày một cốc thôi cốc nhà hay làm cho nó uống mà cho nó cái này uống cái bột nghệ vào để uống cái nghệ để cho nó liền nên mình thích thương. Ủa, cái trái này nó đẹp cái này. Uống bột nghệ uống bột nghệ không em đưa cho bột nghệ. Bên nghệ em làm đi. Không phải mua đâu. Tốt. Tất cả dần. Cẩn thận ngã đấy. Ở đây là rừng núi. Ở đây là rừng núi phải đứng cẩn thận. Đứng đứng về 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 biết thì một chân chứ đừng đứng đồng bằng là ngã đấy. Đứng đồng bằng là ngã đấy. Cỏ này kinh lắm đấy chị ạ, đây là còn đỡ đấy. Nó dính, em còn bị tay ông nội em còn bị đau mấy ngày rồi, xong em vẫn phải làm để cho nó đây này. Đấy, nó đâm lên nó hóa mủ ra. Anh thân cắt à? Nó hóa mủ. Mai là nó cắt hả? Mai là nó thuê người cắt. Nó bảo em thế, nó bảo là à, em, nó bảo là lúc đấy em đang nấu cơm, bà đang chuẩn bị ăn cơm. Cái thằng thằng cháu đấy, nó vào nó bảo ai nữa. Chưa ăn cơm à? Tao chưa ăn. Tao mới vừa mới có mấy người bạn A Liến là cháu ông ấy vừa uống nước ở đây. Ta vừa ở đây chưa ăn cơm. Để tí. Tí mới ăn. Mới có mới ăn. Vừa về xong. Tao nấu rồi nhưng mà nó bây giờ nó mới về thì chuẩn bị ăn. Nó bảo là ngày mai bữa cam. À, nó bảo nó đói thì em bảo thế thì tao vận cơm rồi vào ăn cơm luôn. Ừ. Không à, thôi để mai bứt cam thì ăn. Thế thì mai nếu không thì vào đây ăn luôn, tao bứt nấu đi rồi thì vào đây ăn đi. Mai có mấy người sẽ bứt cam. Người nào mà chả đến nào đi làm rừng về xong lại vào ấy thì em dặn là mua hộ em ít rau mà tôm mình tơi ấy ít rau để rồng ấy ít lạc để em chuẩn bị em gọi là đậu phộng đấy để em rồng đây nè em giặt cỏ rồi nè hôm qua em mới cuốc một ít cỏ chỗ này chưa cuốc ấy thì em dặn là mua cái em để em rồng thì ông bảo là à, thôi nghỉ mày trước này mày làm mệt à, nhưng mà không, ta làm cho nó khỏe á. Hai là mấy cái rau mà ăn, thì cái cháu nó bảo ui rau này đắt. Mày trồng rau mà bọn ta ăn, bọn ta thích ăn rau của mày trồng. Ý nó bảo là rau mà trồng ngon lắm, ngọt. Thế nhưng mà em bảo là rau thì lấy cho mỗi một ít rồi hết được. Rồi đây chỉ còn à, thì nó hỏi là bắp cải được ăn được chưa? Thì em bảo bắp cải thì phải vài hôm nữa mới ăn được. Còn bây giờ thì nó cũng hơi bé. Nó bỏ ngon thật thì sao bự bự không em ạ. Ừ. Những cái vỏ rau mày rồng ngon thế thì ừ, đấy cái rồng nó không ta rồng thì ông cứ bảo ta là không được rồng. Nhưng mà ta bảo thôi cái rồng đấy sao để hai được mấy chùm cút đẹp luôn.
Đây, trái cam nè, hai trái nó bự đến mê. Nó trái cam bự. Ai chu vô cây cam mà quay nó quá trời cam. Đẹp quá cả nhà ơi, mê. Mê hái trái. Một vườn cam mịt mù với cây cam này, cây cam bự gốc cả nhà. Đó, trái nó thấy mê quá nha. Cái thằng mà ông em ở tao cứ chịu. Vô vườn cam mày... là thấy mê. Mày làm đi, mày ấy đi, tao chỉ là trông ông chứ. Lúc nào ông ngủ đi chõi đi, phải đi chõi chân đi, mình bước chõi một chân làm thì nó mới dễ. Cam vứt nó cây thì đừng mình mong cái nhà ơi. Thì đi đường đi đi kiểu đi thả thẳng chân là hay bị trượt. Như đây là lòng thòng trái. Mày đỡ cái chỗ cái này là cam nó đỡ, còn hôm trước cũng ăn cỏ gai thôi. Cỏ gai sợ lắm. Em gái là hái cam phụ mình. Tao đấy rau riết là đến nè, em lấy hôm kia để các cái cháu nhà ông đến con ông anh dài rồi trái mỏng mỏng cắt này, trái này nó bóp nó mềm này em cắt cái đây này. Nó mềm cắt cái bóng cái này này, cái này này, cái này cái này nó em xong rồi nó đến nó cứ bảo ôi rau thích thế. Rau mới lại các loại rau mà rồng cam mịt mù trong cây cam có một cây đó cả nhà, cây thế đó. Trên kia có mấy cây? Ừ, có mấy cây, em kia mình chưa quay, mình đã có lần chưa có lần trên đó. Trên cao nữa. Em ngày nào em chả đi. Sáng em đi bên rừng bên kia, đi rừng của nhà. Cam chín cả vườn cả nhà ơi. Cái nào em ơi? Cây trên là cây quýt mà. Hả? Cái đó cây quýt. Cái này là cây quýt. Ở đây là mấy cây này cam chiếc, cho nên nó thấp thấp, nó lùng lùng á. Đó. Hôm nay cô phát cỏ sạch sẽ. À, lúc trước là ông phát vậy đó, ông phát sạch trơn luôn. Ừ, tiếp đây này toàn cỏ gai, em khóc rồi. Kể cả dưới kia, nó còn đây là các cây cam, còn không nhìn thấy các cây cam đâu. Ấy. Ừ. Em ấy liền, em phạt hết, xong rồi em giảm đi để. Thì em gánh em lên, em làm giùm cho ông. Em làm đi, mốt kêu thằng rể nói, nhỏ em nó cho tiền thưởng. Cho em thêm tiền phát cỏ. Để giặt đi chứ không thì để nó chả nhìn thấy cam mà nó có mấy sắc. Trái này nó hư rồi nè. Đấy em để giặt đi chú, hôm em giặt đi. Ai đi năm nay ổng bệnh rồi ổng không có làm nữa chứ. Trong cây cam nó mịt mù trái. Rồi đi xuống. Đây rồi đi xuống kia rồi. Nó lặn xuống tới thôi. Thì mình sao mình đi xuống thì dốc anh sao xuống được không? Xuống được chị cứ để em xách cho. Nào để em xách xuống cho. À, đi thế này, xách cái này dễ, xong em lên xách cái kia. Đi xách cái này là phải đi chõi này, đi thẳng, đi chõi là sao? Nghĩa là một chân trước, một chân sau mình đi. Chõi hơi bước dài ra. Chị em chồng, em phơi đồ tùm lum trên này thế vậy? Con gì? Rồi, nó lăn trái, nó lăn xuống. Nó lăn trái. Rớt trong sọt. Cái cam đó trời thấp cái nhà đó dưới đất gì đó à, mình quay gì cho cái nhà xem điện cam mịt mù hái chưa hết, mai người ta lên bán cho người ta hái hết giờ mình hái mới được ăn nó hết. Cái cam xong xem mà nào. Ờ, này bà chỉ trường mà to. Riêng nè. Tôi à. Ồ. Người ta. Anh bye bye quý vị. Nó là bye bye. Rồi cứ làm xu mình. Ê.
Thì tôi có một thân à. Ừ. Không có một thân à. Một thân à? Một thân, một thân à. Ừ. Bạn đi, đây có thể có cho. Ừ. Có thể có cho tỏ cái ba chờ. Ông nói cái bự chứ không có nước. Đúng rồi, một thân là. Quả to là không hay có nước, chị hiểu không? Tất cả. Vui 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 bao nhiêu người ta tiền nó bứt. Ừ đúng rồi, bữa họ ông vậy á. Ông bán mão á. Đấy là nhiều nhà họ bứt cái này đưa đi bán đấy. Nhiều quá ông thuê nhiều người đi làm. Mấy trái này đẹp nè, mấy trái nha. Ừ, lựa đi, lựa lựa lên mấy trái mày cầm đi. Lựa lấy chừng năm sáu trái thì được rồi. Đủ cái gì á mình chưng. Đây là cái nhánh nó cành nè, cái này ừ trái ông cầm. Trái nhỏ mà có cái này trái hai trái to hơn. Đây đi xách xuống rồi lắc lấy. Trời ơi xách hết thì nó cũng không hết rồi là. Trời có gì hà mày đổi nón lấy cái nón đựng luôn. Cái này đẹp là đỏ rồi, tối nay cũng giờ đẹp nè. Thằng Lộc nó mua bên Việt Nam một cái đồi gì nè, trồng gỗ mấy trăm triệu. Nó đầu tư bảnh dễ sợ không? Hai trái đó cũng vừa cũng đẹp mà. Có hai trái này để trên bàn thờ đó. Hai trái nó để hai bên dĩa bàn thờ, hai bên đó. Trên bàn thờ hết trái cây. Ừ, hai trái này đẹp. Còn mấy trái nhánh nhánh này về. Chút xíu ở dưới còn nữa mà. Lát là gì hả bạn Thái lấy thêm dựa vài trái hay về cúng dưới chợ tối nay dưới chợ. Nam mình ở bên tối nay là dí nhóc. Cúng nhóc. Dí quan cũng nhiều. Dí dọc đường thấy bánh tạo. Mùng 10 âm bắt đầu là ngày mai, gì? Ngày mai đâu áp đi mua già. À, ngày sinh tai à. Mai mới mùng 9 à. 10 mới mua vàng. Trước khi mày muốn đánh bài ăn mày đi bố thí đi. Con nghe lời gì con bố thí đi, coi chỗ nào mà làm từ thiện nó gửi vài trăm cho người ta đi. Lộc lấy hơi tắm đáy đêm cho sầu bụng cái trúng sữa quanh rồi. Ê nó mới trúng sữa quanh đó mày. Đây này, cá còn này ngon cực. Hôm qua em ông bứt mà. Chiều đến là phải cho bố đi. Bố mà không đi thì một tay cái trống một tay kéo ông đi. Là sao? À, lửa mấy trái có lá lại cúng nữa. Lửa mấy trái có lá lại cúng nữa. Ăn ngọt ngay hả? Đâu?